Vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời đạo hữu để con cùng con đọc bài thỉnh pháp sư. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Brahmacalokathipatisampatti katanchaliyanthivarangayajatha santithasantamparachankajatika desetu thammang anukampimang pacham santhammapherin vinayam Parisaya Mạnh Chè. Chúng sanh tất cả bồn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ chờ lố mộc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ nhận lời từ bi đạt khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy tỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hẳn còn lâu năm cả tam giới thừa ân vô cầm tám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh hồi khắp chốn này tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh ngài đăng thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính dâng nước đến thầy. Nam mô Bụt Thà. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Thamaya, Nam mô Sakaya. Kính lễ sư trí đức cùng chư tôn đức tăng trong rung. Kính chào tất cả quý sư cô và thân chào tất cả quý vị. Nghe đó ha. Rồi, ok, cảm ơn quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục lớp học về lộ trình tâm. Thì chương trình cũng như thường lệ, đọc Pali trước, sau đó chúng ta đi vào bài học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammasambuddho bhagavabuddhaṃ bhagavantaṃ apivādemi svākhyāto bhagavatā dhammo Sabbatibhanno bhagavato-sa-vaka-sangho-sanghaṃ-namāmi. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa được trong vi diệu pháp. Trước khi bài học chúng ta cùng nhau quan hỷ và đọc Pali ha, ôn lại những cái phần chính. Xin mời cô Nhật Quỳnh post bài lên ha. Xin mời tất cả.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sàng Khà Dạ. Dạ cảm ơn cô Kim Nhung, dạ cảm ơn chị Ngũ, dạ cảm ơn cô Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết còn kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, còn kính đảnh lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, còn cùng chư Tôn Đức. Dạ con kính chào thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ hôm nay con xin phép đọc bài, rồi con được cho con vắng mặt bởi vì con phải lên chùa để dự cái lễ ngày rằm tháng giêng và thọ bát quan trai ngày hôm nay. Dạ con xin phép đọc bài trước ạ. Dạ con xin phép đọc đoạn 1. Appana chawana ware bana vi phù ta vi phù ta phê đô na thi ta tha ta đà lầm ba núp ba đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của cháu quá ná Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra cha wa na nang áp thành nang anh nhã ta ras mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma gồ tra phù na mê na cha tuất khát tùng tích khát tu mê qua hòa gia thác ca măng ấp bát chức tòa ni ruột thề ta đàn ta ra mê qua gia thà ra hằng chất tuất thằng bành cha măng qua chấp chấp bì sa tí ma hát gia ta lô cút ta ra cha qua nề su gia thà phi ni hà ra qua sề na dằng kinh chí cha qua nằng ập ba na quỳ thi mồ ta ra tí ta tổ ba rằng ập ba na qua xà nề pha hoàng ra bà tô qua hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám xá qua nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị bá rí cầm má cận hành ú bá cha rá thuận thứ á nú lồ má và chuyển tánh gồ trá phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm trá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy họ theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rê quỳ thí chích tắp báo quách tí na dồ tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quy phù ta mà lầm ba nặng a à, ba thằng a à, gặp cha ti ta tô ba rằng pha hoàng ga cha la na ma nô đoà ra quát cha na cha wa na wa sa nê ta đà rầm ma na ba ca ni ba quát tàn tí ta tô ba rằng pha hoàng ga ba tô a quy phụ tề ba na lầm ba nề cha wa na wa sa nề pha hoàng ga ba tô wa hồ tí na thi ta đà lầm ba nực ba đồ tí. Trong ý môn, khi có một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá hoàng gá dao động ý môn hướng tâm,
và cha quá na chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá hoàng gia. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá văn hóa, phá văn gã, sau khi luồng trá quá ná chấm mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chích tà ni tì nề quá chích tức ba đà đa xê ri tà thà rê na ba nét thề ca chát tà lì xa quy phà qua dề a ya met tha ba rít ta cha wa na wa rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Na Phụ, Ấp Ba Na, Quỳ Thi Chích Tắp Ba Quá Ti Na Dô, tiến trình an chỉ. Dạ, con đã đọc xong. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bớt bài. Con kính cảm ơn thầy. Dạ, con kính chúc đạo tràng có một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con xin rời máy. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát tha sổ ma na sa sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng áp ba na bi so ma na sa sa ha ga ta wa ba ti can khi tap ba u bay kha sa ha ga ta cha wa na nan ta rằng u bay kha sa ha ga ta wa ta tha bi ku sa la cha wa na nan ta rằng ku sa la cha wa nan che wa het ti mạnh cha pha la ta ya ma be ti kri ya cha wa na nàn ta rằng kriya cha qua nàng arahat tap pha lành cha áp bề tị. Ở đây tức khắc theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp bá na sát na địch với thọ hỷ áp sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng pháp sanh với thọ xả, một trá quá ná áp bá na liên hợp với thọ xả áp phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quán ná ấp bá na thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quán ná thiện. Và những ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quán ná hành sẽ có một trá quán ná hành và quả a la hán nối tiếp. Bát tình sa su kha bùn nhàm hà đòa đa sổ bách kha cà ba rằng su khi ta kriya tổ át tha cha sầm phồn ti u bách kha cà. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề túc cắt liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bút thốt cha nà na sách khà nàng cà ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu cà mắc kri gia tổ quy ta rà gà nàng ấp ba nà a ya mê tha ma nô đòa rề quỳ thi chi tắp ba qua ti na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xề khắc tâm quả ấp ba na phát khởi
Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời Hồng Mai ạ. Hello. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính bằng lễ các quý sư, con kính chào các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana chavana wa re pana vifu ta vifu ta re do nathi ta tha ta da lam ta nup ta do cha. Trong phương cách diễn tiến của chavana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy, không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sam ta yut ta ca ma va cha ra cha wa na nang áp tham anh nhã ta ra sinh ta ri cầm mút ta cha và nu lô ma go ta phu na me na chất tu khắc tình tích khắc tu nề quá hòa gia thà kha mằng upat chít tòa ni rút thề ta đa nành ta ra nề quá gia thà ra hằng chất tốt thần tình cha mằng quà chất tì sát tì ma hát gá ta lộ cút ta ra cha quá nề su gia thà thí nì hà ra quá sề na dằng kình trí cha quá nằng áp ba nà vì thi mô ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà quá xà nề phá hoàng gá ta tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chặt tâm chuẩn bị parikamma cận hành upacchara thuận thứ anuloma và chuyển tánh gotrafu, tức khắc sau khi những chặt tâm này chấm dứt, trong chặt thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa về vì phí chích tắc pa quát tí ná dù tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa về vì phí chích tắc pa quát tí ná dù tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa về ta ná giá dĩ dĩ phù ta mà lầm ba nặng à ta thằng à gách cha tí ta tổ ba rằng pha hoàng gá cha la na na nô đà gà quát cha na cha quá na quá xà nề ta đà rằng na na ta cà ni ta quá tàn tí ta tổ ba rằng pha hoàng gá ta tổ a vi phù tề ba na làm ba nề cha quá na quá xà nề pha hoàng gá ta tổ quá hồ tí nát thi ta đà làm ta nứt tà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chặt phá quăng gá dao động, ý môn hướng tâm và cháu quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quăng gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quăng gá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh, viết thì chí ta ni tì nề quá chí túc tà đà đá sờ rí tà viết thà rề ná ta nét thề cá chất tà lì xá viết thà quá dề a giá nét thá rí tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá ná phụ Aptana Vichittapavattinayo, tiến trình tâm an chỉ. Và con đã đọc bài xong. Con xin kính tri ân thầy kinh, kính cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã post bài. Và con xin xuống mic, xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính thành lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào thầy kinh, kính chào quý đạo hữu,
con xin đọc bài đoạn 2. Tát tha so manat sa sa ha ga ta cha wa na nành tá rằng áp pa na phí so manat sa sa ha ga ta wa tha tí cành khí tắp bà u phích khà sa ha ga ta cha wa na nành tá rằng u phích khà sa ha ga ta wa tát tha phí cú sa lá cha wa na nành tá rằng cú sa lá cha quá nành chề quá hết thí mảnh cha phá lá ta dám mắt thề tí quý già cha quá nà nành tá rằng quý già cha quá nằng a ra hát ta phá lành chá áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha quá ná với thọ hỉ, một cha quá ná áp phá nà sát na định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná, đồng phát sanh với thọ xả. Một cha quá ná, áp thá nà, liên hợp với thọ xả, ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná, áp thá nà thiện, sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ, xá mà phát tí, sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành, sẽ có một cha quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình xá, su khắp hồn nhầm hà, và đá sổ bích khá cà phá rằng, su khí tá quý giá tổ áp phá chá sầm hồn tí. Su bích khá cà, sau tâm thiện, có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng bảy ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bú thút chán nà ná xích khà nằng khà má phùn nhà tí hề tú tổ tí hề tú cà má quý giá tổ quý tá rà gà nằng áp phá nà á giá mét thá má nốt đòa rề quỳ thí chít tắp tá vát tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả áp phá nà phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tha mái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Mại Giá, Nam Mô Sơn Khả Giá. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Tri Đức, kính chào thầy Tinh. Xin chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc phần đoạn 1 ạ. Áp ba na cha quá na hòa rề ba na vi phù tà vi phù phà bề đồ nát thí ta thà ta đà lầm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha quá na ba na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sam bà yút tá cà mà quá chá ra chá quá nà nằng át tha nằng ảnh nha tà rát minh bà ri cầm mô bà chà ra mô lồ má vô trà bù nhà mề ná chát túc khá tùm tích khát tú mề quá
và gia tha mang cúc bát chít tòa ni hút thề ta đa nạ na ta ra mề quá gia tha ra hằng chất túc thằng bành cha mình và chất đi sa ti ma hắc gia ta lô cút ta ra cha wa nề su gia tha pi ni hà ra wa sê na dân kinh chi cha wa năng ấp ba na vi thi mô ta ra ti ta tô ba răng ấp ba na wa sa nề ba quăng ga ba tô wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha wa na thuộc biệt giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị Parikamma cận hành Upachara thuận thứ Anuloma và chuyển tánh Gotrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rề vì thí chích tắp bá quát tí ná vô, tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý môn. Mano đòa rề vì thí chích tắp bao quát tí na vô, tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý môn. Mano đòa rề ba na quá đi vi vô ta mà lầm ba năng a ba thằng a gắt cha tí ta tù ba răng ba quăng gá cha la na mano đòa ra quát cha na cha quá na quá xa nề ta đà rằng ma na ba ca ni ba quát tăng tí ta tô ba rằng ba quăng ga ga ba tô a vi bù tê ba na lầm ba nề cha wa cha cha wa na wa sa nề ba quăng ga ba tô wa hồ tí nát thí ta đà lầm ba nấp và đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập báo phần giá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào báo phần giá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào báo văn giá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Bích thí chích tà ni tì nề quá chích tức bà đà đá xê vi tà vít thà rề ná ba nét thề cá chát tà lì xá vi bà quá về Ayametha Paritta Chawana Waro. Ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana Phụ Appana vì thí tập bao quát tí ná vô, tiến trình tâm an chỉ. Và cảm ơn chị Nhật Bình đã bóp bài và con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Đoạn 2. Tathā so manassa sahagata cawana nanta rang appana piso manassa sahagata wapati kan hitappa ubekha sahagata cawana nanta rang ubekha sahagata watattha bikusala cawana nanta rang kusala cawana nanche wahet thình mình cha pha la ta dầm mắp bề tí kriya cha wa na nan ta rằng kriya cha wa nan arahat tap pha lành cha ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha wa na với thọ hỷ, một cha wa na ấp ba na sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cha wa na đồng phát sanh với thọ xả, một cha quan á appana liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quan á appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quan á thiện, và trong trường hợp chứng ngộ samabatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quan á hành sẽ có một cha quan á hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha bùn nhầm hà đoà đa sô bếc kha kà ban răng su khi ta kriya tô át tha cha sầm phồn tí kha kà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành, có 3 nhân, liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc, cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành, có 3 nhân, liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc, cộng 4 thiền vô sắc, cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bố thúc cha nà nát xê, nát xê khà năng kà má bùn nhà, tí hề tú tô, tí hề tú kà má kri yá tô, quý ta rà gà năng áp bà nà. A yá mét tha má nô đòa rê, quỳ thi chí tắp bá quát tí na dô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả áp bà nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sinh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, nguyên như con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con không ai thấy ai giơ tay thì con xin xung phong ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Đoạn 1. Bá na chá quá ná hòa rề bá ná quý phù tá phề đồ nát thí tá thà tá đà lầm bá núp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná áp bá na, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Thá hí nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá lá chá quá nà nằng ách thành nằng ảnh nhá tá rás mình bá rí cầm mú
Pachara Lulo Mago Trafu Namê Na Chatuk Khat Tum Ê Quá Hòa Giá Thắc Ca Năng U Bách Chích Tòa Ní Rút Thề Tá Đá Nành Tá Răng Ê Quá Giá Thà Quá Hằng Chá Tút Thằng Bành Chá Măng Hòa Cháp Bi Sá Tí Má Hắc Rá Tá Lô Cút Tá Rá Chá Quá Nề Xú Giá Thà Phi Nì Hà Rá Quá Xề Ná Giàng Kình Chí Chá Quá Năng Ấp Bá Nà Quỳ Thí Mồ Tá Rá Tí Tá Tô Bá Răng Ấp Bá Nà Quá Xà Nề Phá Hoành Gá Bà Tô Quá Hồ Tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh, theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm bị, parikamma, cận hành, upachara, thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná, chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rê quỳ thí chích tắp bá quách thí na dô tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rề bá ná giá đi quý phù tá mà lầm bá nàng à bà thằng à gách chá tí tá tô bá rằng phá hoàng gá chá lá ná. Mano đoà rà quách chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm má ná bà cà ní bá quách tành tí tá tô bá rằng phá hoàng gá bà tô á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoàng gá bà tô quá hồ tí nách thí tá đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tốt, có sự chìm biến vào phá quang gá sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thí chích tà ní tì nề, quá chích túc bà đà đá xề rí tà, quýt thà rề ná bá nét thề, cá chắc tà lì xá quý phà quá dề, á giá mát thá bá rít, tá chá quá ná hòa rồ, ba phương cách và mười, loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy, sẽ được giải thích rằng, vào chi tiết, có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính cảm ơn cho Nguyễn Phát Bài. Dạ, con xin kính tri ân kinh. Dạ, con xin mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, xin kính lễ Sư Trí Đức, kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính thưa Thầy. Kính chào tất cả các anh chị em trong đạo tràng, con xin được đọc. Đoạn 2. Appana vithicittappavatina na yo tiến hành tâm an chỉ. Đoạn 2. Tathaso manaraha gatachavana nam ta rằng Appana viso manasa sahagata so manasa sahagata wa wabati kan kitappa ubekha sahagata chavana nantarang ubekha sahagata wa tattha vikusala chavana nantarang Kusala Chavanan Chava Heti Meng Chavala Tayamat Beti Kriya Chavananan Tarang Kriya Chavanan Arahat
ta pha lành cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá vá ná với thọ hỷ, một chá vá ná áp bá na sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một chá vá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá vá ná áp bá na liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá vá ná áp bá na thiện sẽ nói tiếp sau một chá vá ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá vá ná hành sẽ có một chá vá ná hành và quả a la hán đối tiếp. Đốt tình xa su ca bùn nhằn hà đoà đa sô bếch ca cà ba rằng su khít ta kri gia tô a tha cha sàm bồn tí u bếch ca kha cà. Sao tâm thiện có ba nhân: tiết thề túc khá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc, 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại: 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc, 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại: 4 thiền di tác sắc, 4 thiền A-la-hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm: 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc và ngũ thiền A-la-hán quả. Bú tuyết cha nà sa sách khả năng cà má vùn nhà tiết hệ tu tồ tí hệ tu cà ma kri gia tô vi ta ra gà năng áp ba nà a ya me ta mắc ma rề vi thi chi tắp ba vát tí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu thập xê khá, tâm quả áp ba nà phát khởi. Sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã hỗ trợ giúp đỡ. Dạ, con xin xuống bếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Động một ấp phát na na hòa rề phát na quý bù tà quý bù tấp phê đồ na tiết tất thà Tata lầm bát nút bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cháu quá ná áp bát na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cũng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát thất hi nhà ná sầm bát yút tát cà mà quá chá ra chá quá nà nằng ác thần năng anh nhà taras min parik cam nút phát trà ra nút lô mà có trà phù na mê na chát tút khát tùng tích khát tút mê hòa tích khát tút mê hòa hòa yát thà ca măng úp phát tít tòa ni út thề tát đá năng tát răn tát taras mê hòa và tha ra hằng chất tút thần bàn trà măng và chấp phí sa tít ma ha cát ta lô cút ta ra cha quá nề su yết tha phi ni ha ra quá sê na yang kinh chi cha quá năng áp pa na vi tít mô ta ra tít ta tu pa rằng áp pa na quá sê nề pa hoàng các bà tù quá hầu tiết.
trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với trí kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara thủ anuloma và chuyển tánh kotrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rê quý thích chít tắp phá quá tin ná yô, tiến trình tâm khởi phát sinh qua ý môn. Mano đòa rê phá ná yà tí vi bù tá ma lạp bàn làm ba nằng áp hà thằng á khách chá tí tá tù phá răng phá gòn gá chá lá ná má nô đòa ra quát chá ná chá quá nà hòa xà nê tá đà rằm má nà áp bà cà ní phá quát tàn tí tá tù phá răng phá gòn gá pa to apipu te phana lam bani chawana wasane phagawanga pa to waho ti nati tata lam banu phadu ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phagana dao động, ý môn hướng tâm và chawana chấm dứt, sau đó chìm biến vào Phagwanga. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào Phagwanga sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vichitta nitene wa chituppa da daserita vithare napa nette chakat ta li sa vipa wa ye Ayamme Thapa Vitachawana Waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá quá ná phụ. Dạ, con kính tri ân thầy, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Và con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tinh Tăng Ni. Kính chào Thầy Kinh và toàn thể Đạo Tràng ạ. Và con xin đọc bài ạ. Cảm ơn Sích Châu Nguyễn. Đoạn 2. Appana Vichit Thí chít tắp báo quát tí na yô, tiến trình tâm an chỉ. Tát thát sô ma na sa sa ha ga ta cha wan na, nàng ta rằng áp pa ma na, bí sô ma na sa sa ha ga ta, wa pa tí cành khi tát ta, u pe kha sa ha ga ta cha wan na, nàng ta rằng u pe kha sa ha ga ta. Watattha bhikkhusala cawanna nam rằng cawan cawahetthiman cakpala ayamapeti riya cawanna nantaran riya cawanang arahat tapalan caapeti. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná, ở thọ hỷ một chá quá ná appana sát ná định, với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau khi chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná appana liên hệ với thọ xả ắt phát sanh.
Ở đây cũng vậy, một chá quá ná, appana. Thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ. Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành, sẽ có một chá quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoá tình sa su kha pun nhằn hà đòa đa sô pek kha kha pa rằng su khi pa ri ya tô ác tha cha sam phô ti u pek kha kha. Sau khi tâm thiện có ba nhân, tí hê tú cá liên hệ với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc, 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 ngũ thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Kutuchana nasak ka mang ka nang ka mapun nya ti he tu to ti he tu ka mariyato vitara ga nang appana ayamet Thamano đòa rề vì thi chít tắp ba quát ti gian na dồ. Đối với hạng phẩm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái và sau hành động dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, sa thú kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, con xin xuống mất. Dạ, con kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, dạ con kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài. Dạ cô Nhật Huỳnh khỏi post bài ạ, con kéo lại bài con đọc cũng được ạ cô. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana Chawana Ware Pana Wifu Ta Wifu Ta Fe Do Nati Ta Tha Ta Da Lam Panupa Do Cha. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathahi Nya Na Sambayuttaka Vachara Chawana Anan Athanan Anyatarasmi Barikam Mupachara Nulo Mago Trafu Nami Tukhatum Tikhatumi Vachwa Yathakamang Upachitwa Niruthe Tadanan Tarami Vayatharahan Chatut thằng bằng cha mạng và cha phì sa tí ma hát gá ta lù cút ta ra cha wa nì su ya thà phi nì hà ra wa xì na dằn kinh chi cha wa nằng áp ba nà quỳ thi mô ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà wa xà nì phá hoành gá bà tổ wa hồ tí.
Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám Chawana thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, Parikamma, cận hành, Upachara, thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh, Vajrapu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đoà rề quỳ thí chích táp báo quát tí ná dù, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý mồm. Mano đoà rề bá ná giá đi quý phù tá mà làm bá năng à bà thầm à gác chá tí, tá tô bá ràng phá hoành gá chá la ná mano đoà rà, quát chá ná quá nà. Quá xà nì tá đà rằm, ma na bà cà ni bá quát tành tí tá tù bá ràng phá hoành gá bà tù. Á quý phù tề bá nà lầm bá nề trá quá nà quá xà nì phá hoành gá bà tù quá hù. Tí nắp thí tá đà lầm bá núp bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá hoành gá dao động. Ý môn hướng tâm và trả quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quanh gá, sau khi luồng trả quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thí chích tà ní tí tì nề quá chích tú bà đà đá xê rí tà, quý thà rê na pa nét thề, cá chất tà lì sa quý phà quá dì ayamet thaparita chawana waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết 40 năm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chawana phụ. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ vâng, dạ vâng. Giờ mời một vị đó đọc cái bài tuần trước nha. Ai tình nguyện lên đọc bài tuần trước đi. Rồi mời con Nhật Quỳnh. Quỳnh hay Nguyên Như đó, tùy nha. Mời mời quý vị. Dạ Nhật Quỳnh lên trả bài. Còn để Nguyên Như ôn bài cũ ạ. Nhật Quỳnh xin trả bài. Hay Nhật Quỳnh lỡ nhận cái BM cho Nhật Quỳnh chạy chút xíu ạ. Dạ, vậy nha. Tâm Pháp ơi, chút xíu đi Nhật Quỳnh mà áp nít mới được nha. Bây giờ Nhật Quỳnh lỡ cầm mít cho xin lỗi đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, lỡ cầm mít rồi nha. Dạ thôi vậy thôi, mày Mi Như đọc bài đi. Dạ Nhật Quỳnh có công chuyện rồi. Dạ kính mời. Dạ cô, để con thay mặt cô đọc bài. Vậy bé Châu đang lên ha, chị đọc chung với em luôn. Sa thú. Lộ nhập niết bàn. Parinibbana citta vi thi. Bá rí là viên mãn, là trọn vẹn. Ní là không. Hoa ná là sự ham muốn, sự kết dệt hay vọng ái. Chữ ai cộng với chữ vi là y ngắn hoặc là chữ v tiếng Việt đó, thì bằng bb hay là bb. Ni cộng qua ná là níp bà ná. Bá rí níp bà ná có nghĩa là sự viên mãn, sự viên tịch, hoàn toàn, không còn dính mắc vào vòng sanh tử. Sự làm tắt, tiêu diệt,
tuyệt chủng sự tái sanh trong tương lai. Sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ tái sanh và chuyển sanh. Cái chết sau kiếp sống cuối cùng của một vị A-la-hán. Viên tịch Niết Bàn. Vị thánh tứ quả không bao giờ viên tịch trong lộ ngũ môn. Có hai loại lộ nhập Niết Bàn. Một lớn, tâm lộ Niết Bàn thông thường có bốn. Một, chót na cảnh, hộ kiếp, Niết Bàn. Hai, chót na cảnh và Niết Bàn. Ba, chót hộ kiếp và Niết Bàn. Bốn, chót động lực và Niết Bàn. A nhỏ, chót na cảnh xen hộ kiếp. Gồm có R, hộ kiếp rúng động. D, hộ kiếp dứt dòng. K, Y, kháng ý môn. Năm chá quá ná, năm động lực. 2 NA, 2 na cảnh. HK, hộ kiếp, tử Niết Bàn. Sắc na có 8 là kháng ý môn, 5 chá quá ná và 2 na cảnh, cộng lại là 8. Chặn có 3, gồm có chặn kháng ý môn, chặn chá quá ná và na cảnh. Có 3 chặn. Thứ tâm gồm có 21 thứ tâm. Thì có kháng ý môn, 8 duy tác, tâm vi tiếu, 8 đại quả, 3 quan sát, cộng lại là 21 thứ. Người thì có 1 là người tứ quả. B. Chót na cảnh, không xen hộ kiếp, rồi Niết Bàn. Để con đọc sót rồi. Cõi thì có 7 cõi vô dục giới. Vì do có na cảnh nên chỉ có ở 7 cõi vô dục giới, sắc giới và vô sắc giới không có na cảnh. 2. A nhỏ, chót na cảnh không xen hộ kiếp rồi Niết Bàn thì cũng giống như trên nhưng không có hộ kiếp, gồm có rúng động, dứt dòng, kháng ý môn, năm chá quá ná, một na cảnh, tử rồi Niết Bàn. A ba nhỏ, chót động lực xen hộ kiếp, gồm có rúng động, dứt dòng, kháng ý môn, năm chá quá ná, hộ kiếp, tử rồi Niết Bàn. Sát na có 6, kháng ý và năm chá quá ná. Chặn có 2, kháng ý và chá quá ná. Thứ tâm có 10, ý môn, 8 di tác, tiếu. Người có 1 là người tứ quả. Cõi có 26 cõi vui hữu tâm, thì trừ 4 cõi khổ và trừ 1 cõi vô tưởng. 4 nhỏ là chót động lực rồi Niết Bàn, giống như trên nhưng bỏ hộ kiếp. B lớn, lộ Niết Bàn đặc biệt có 4, gồm có lộ Niết Bàn liên thiền. Janas Samanantara quỳ thí. B nhỏ, lộ Niết Bàn phản kháng chi thiền. Bachawek Khanasam Manantara quỳ thí. C nhỏ, lộ Niết Bàn liên thông. Afinya Samanantara quỳ thí. D nhỏ, lộ Niết Bàn chí mạng. Chivita Samasi si quỳ thí. A nhỏ, lộ Niết Bàn liên thiền. Bậc A-la-hán an trú vào định. Tịnh chỉ các khổ thọ nơi thân là quả dư sót của nghiệp quá khứ. Tịnh chỉ các khổ thọ chỉ có với cõi người. Chư thiên dục giới và phạm thiên không có vì họ có sắc tế. Xuất nhập các tầng thiền. Đến lộ cận tử cũng nhập các tầng thiền theo ý muốn. Xuất thiền, nhập Niết Bàn, viên tịch, hộ kiếp hay là không có hộ kiếp. Có hai lộ. Lộ một, tâm
thiền bất hậu kiếp tử parinibbana. Của người đồng căn, tức là người có trí tuệ chậm, thì gồm có H hậu kiếp, R hậu kiếp rúng động, D hậu kiếp huyết dòng, KY kháng ý môn, chuẩn bị, CH cận hành, TT là thuần thứ, BB là bỏ bực, thiền bất định số, trở lại H hậu kiếp, tử parinibbana. Người lợi căn thì bỏ ra sắc gồm có H, R, D, K, Y, C, H, T, T, B, B. Thiền bất định số H, tử, niết bàn. Lộ 2, tâm thiền bất định số. Sát na, bất định số, thứ tâm có 14, gồm có kháng ý môn, 4 tâm duy tác hợp trí, 9 tâm duy tác đáo đại, chặn có 2, kháng ý môn, chá quá ná. Người có 1 bậc tứ quả, cõi 26 cõi vừa hữu tâm, tức là 31 cõi, trừ ra 4 cõi khổ và trừ ra cõi vô tưởng. Tổng số 2 lộ viên tịch, có hậu kiếp và không có hậu kiếp. Hà nhân với 2 hạng người, độn căn và lợi căn, thành ra là 4 lộ. Sau đó lấy 4 lộ nhân với 9 thiền duy tác đáo đại bằng 36 lộ nhập liên thiền. Dạ con đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. À. Cảm ơn em Châu Nguyễn. Chào thử. Cảm ơn Nguyễn Duy. Đọc bài tuần rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo cái phần kế tiếp. Để boss kia chỉ vào đây này là rồi, số 2 là mã lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Chavakkhama samana samanan tá quỳ thí lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Chavakkhana samanan tá quỳ thí lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Rồi. Hôm nay mà với cái lộ niết bàn phản kháng là chi thiền, phản tức là quay lại, trở lại, thì kêu là dùng chữ Hán văn phản là quay lại, trở lại. Bây giờ mình hay nói là tự phản ảnh, tự phản là tự nhìn lại chính mình, thì chữ phản đây là quay lại, trở lại. Thì kháng là nhìn xem, nhìn xem tức là phản kháng, đây là quay lại nhìn xem lại, nhìn xem gì, nhìn xem những cái chi thiền. Thì phản là quay lại trở lại, kháng là nhìn xem. Còn chữ kháng mà có chữ dê là khác nha. Kháng có chữ dê là chống cự, nó không phải là chữ kháng này ha, không có dê. Rồi đó là ý nghĩa tổng quát, chúng ta thấy là lộ niết bàn phản kháng chi thiền, tức là lộ nhập niết bàn phản kháng, quay lại nhìn lại những cái chi thiền. Mà muốn thực hiện được cái lộ mà nhập niết bàn này đó, thì thứ nhất là phải là một vị thánh tứ quả. Một thánh tứ quả tức là bậc A-la-hán. Bậc thánh tứ quả có một cái trí tuệ giàu mạnh, tức là thuộc về bậc lợi căn. Rồi vậy như vậy thì chúng ta biết được rằng là muốn nhập được lộ phản kháng chi thiền này, phải gạch đầu dòng cái thánh tứ quả phải là bậc có trí giàu mạnh, bậc lợi căn. Thánh tứ quả phải là bậc có trí già mạnh, bậc lợi căn.
đó là bậc thánh tứ quả, mà khi mà nó nhập vô thiền rồi ta muốn phản kháng là chi thiền, muốn nhìn lại những cái chi thiền tầm tứ vĩ lạc định đó, thì phải là một bậc lợi căn. Bởi vì tại sao phải là một bậc lợi căn? Bởi vì khi đó cái thời gian nó rất là gấp rút, rất là nhanh, mà phải quay lại phản kháng chi thiền, nhập thiền xong phản kháng chi thiền, thì ra như vậy là cần phải có một cái trí già mạnh, một bậc mà coi như có trí tuệ nhạy bén mới làm được cái việc này. Cho nên chúng ta sẽ ghi thêm một câu tiếp là khi ấy thời gian rất gấp rút, lại phải quán sát chi thiền, cho nên mà phải là bậc trí tuệ có lợi căn ha. Thì mình ghi là khi ấy thời gian rất gấp rút, lại phải quán sát chi thiền trở lại. Già đúng rồi, già đó, già dặn á, già dặn. Tức là ý nghĩa cái chỗ này là cho chúng ta thấy rằng muốn là nhập vô cái lộ niết bàn mà phản kháng chi thiền thì phải là một thánh tứ quả có một cái trí tuệ thuộc về nhạy bén lẹ mạnh gia dạ. Và bởi vì lý do mà cần phải nhập thiền, phải quán sát chi thiền một cách là gấp rút nhanh chóng, cần phải có một cái trí tuệ như vậy. Rồi đó là cái nghĩa như vậy ha. Rồi xuống dòng, gạch dòng tiếp. An trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. An trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Đi kịp không có gì ơi. An trú vào định nhập làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Rồi như vậy vị A-la-hán này muốn nhập vào lộ phản kháng chi thiền, nói niết bàn phải chi thiền là phải an trú định trước, an trú định nhập trước cho tịnh dĩ những cái sự khổ thọ này thật, chẳng là cho cái thân về cái thân mình đó nó có những cái cảm thọ đau khổ, những cái khổ thọ nó thân do nghiệp quá khứ. Rồi vị này phải nhập định vô, nhập định tịnh dĩ hết cái đó trước đã, nhanh quá hả? Ghi từ đi đó thì đó là ý nghĩa là muốn đi vào cái lộ niết bàn phản kháng chi thiền này, nó là thuộc về lộ niết bàn đặc biệt ha, cho nên cần phải có những cái trường hợp đặc biệt. Còn nếu mà niết bàn thông thường thì không có gì, chỉ nhập niết bàn bình thường tử niết bàn thôi. Còn vấn đề này thì cần có những cái điều kiện để mà hỗ trợ để mà đi vào cái lộ niết bàn phản kháng chi thiền. Rồi như vậy an trú vào định làm tịnh chỉ các khổ thọ có nơi thân. Xong, xuống dòng xuất thiền rồi phản kháng chi thiền. Nhập định vô xong ha, rồi xuống là xuất thiền rồi phản kháng chi thiền. Tức là phải xuất thiền trước rồi mới phản kháng được. Tức là nhập thiền, nhập định xong vô, nhập định vô thời gian cái xuất thiền ra là phản kháng chi thiền liền. Là xuất thiền rồi phản kháng chi thiền. Và phản kháng chi thiền quay lại nhìn lại những cái chi thiền đã nhập định nãy đó. Thì như vậy xuất thiền rồi mới phản kháng chi thiền. Đó là cái vấn đề tiếp theo nó như vậy ha. Ghi đi, ghi từ từ đi. Quý vị có hiểu không ạ? Alo. Mấy vị khác sao? Alo. Ok ha. Rồi. Dễ ủi mấy cây đó. Cô Nhật Quỳnh đưa mông là thấy dễ ủi nè. Rồi xuống dòng lộ phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ. Lộ phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng. Tức là cái lộ phản kháng chi thiền này nó không phải là chỉ một lộ đâu, mà nó hàng trăm hàng ngàn lộ, nó tùy theo, nó thích ứng tùy theo cái vấn đề mà bị đó phản kháng chi thiền. Và phản kháng này có hàng trăm hàng ngàn lộ theo thích ứng. Đúng rồi, đó là vấn đề nó như vậy ha. Rồi tiếp đến lộ cận tử viên tịch, lộ cận tử mở ngoặc viên tịch, lộ cận tử mở ngoặc viên tịch, đóng ngoặc lại. Sanh khởi không sen hộ kiếp hoặc có,
không sang hậu kiếp hoặc có. Lộ cần tử viên tịch, sanh khởi không sang hậu kiếp hoặc có. Tức là sau khi cái lộ phản kháng sanh khởi, phản kháng di liền hàng trăm hàng ngàn lộ, xong mới đi vào lộ cận tử là viên tịch là chết á, họ nhập diệt á, và vô cái lộ cận tử là lộ cận tử là sanh khởi, thì lúc đó có hậu kiếp hoặc là không có hậu kiếp tùy theo. Rồi xuống dòng dứt sát na viên tịch, mở ngoặc tử tâm đóng ngoặc lại, dứt sát na viên tịch, mở ngoặc đóng ngoặc tử tâm, vị a la hán vô dư niết bàn, vị a la hán vô dư niết bàn. Tức là sau khi mà lộ cận tử sanh khởi xong xuôi rồi, dứt tới dứt cái sát na mà tử tâm nó tới sát na tử cuối cùng, sát na viên tịch tử tử cái là coi như là niết bàn luôn, vị a la hán nhà nhập vô dư niết bàn luôn. Tức là không phải như mình tử cái làm tự sinh trở lại, còn bậc a la là nhập vô dư niết bàn luôn, không còn tái sanh trong tương lai, cho nên được gọi là viên tịch tử tâm là vậy đó, là hoàn toàn viên tròn mãn nhập tử và nhập viên vô cái vấn đề mà niết bàn một cách tròn vẹn ha, nhập vào vô dư niết bàn luôn, không còn tái sanh trong tương lai, do vậy gọi là dứt sát na viên tịch tử tâm, vị a la hán nhập vô dư niết bàn và vô dư niết bàn luôn. Đó là những vấn đề mà được chúng ta cần phải hiểu rõ ràng như vậy, để chúng ta thấy được cái sự khác biệt giữa một vị a la hán mà tử với lại một người phàm phu mình tử, mình tử cái là tục sinh nó lại, còn bậc a la hán tử là xong luôn, là niết bàn luôn. Đó là chúng ta sẽ thấy hiểu rõ cái ý nghĩa của cái niết bàn nó là như thế nào, đó là vấn đề như vậy. Được chưa, ghi kịp chưa? Alo. Rồi ha. Rồi, ok. Xuống dòng. Có hai lộ, hai chấm. Có sang hậu kiếp hoặc không hậu kiếp. Có hai lộ, hai chấm. Có sang hậu kiếp hoặc không hậu kiếp. Rồi, xuống dòng số 1, lộ thứ nhất á, 1, động lực, cộng hộ kiếp, cộng tử, gạch chéo cái, PNT, Parinibbana, lộ thứ nhất á, động lực, cộng hộ kiếp, cộng tử, gạch chéo cái, PNT, Parinibbana, viên tịch thế bàn đó, động lực, hộ kiếp, tử, gạch chéo Parinibbana. Hai chấm. Đó là cái lộ thứ nhất. Nhập vô cận tử là động lực. Xong cái đó hậu kiếp. Rồi tử khi tử này xong coi như là Parinibbana luôn. Và viên tịch Niết bàn luôn. Rồi xuống dòng. A nhỏ, tức là hai chấm cái số 1, hai chấm có vấn đề, có ba vấn đề. A nhỏ, nhập định, hai chấm, A nhỏ, nhập định. A nhỏ, nhập định, hai chấm. Cận hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền, bất định số. Tức là trước khi muốn đi vào cái lộ cận tử niết bàn, cận tử niết bàn đó, thì phải nhập định trước, tức là A nhỏ là nhập định, và cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số, tức là không có chuẩn bị nha quý vị, bởi vì đây là thuộc về tâm của một vị a la hán mà thuộc loại lợi căn, thuộc loại trí tuệ già mạnh thì không cần có chuẩn bị, thì nhập định vô là chuẩn bị là bỏ, là cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số, là thiền liên tục nha. Thuận thứ, cận hành thuận thứ, bỏ bực thiền bất định số. Tức là vị này nhập định trước, để tịnh chỉ tất cả mọi thứ, sự khổ thọ nơi thân này, cho nó yên tĩnh hết.
Rồi sử dầu B nhỏ phản kháng chi thiền. B nhỏ phản kháng chi thiền 2 chấm. Hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực. Hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực. Mở ngoặc xanh hàng trăm ngàn lỗ, mở ngoặc lại xanh hàng trăm ngàn lỗ. Hộ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực xanh hàng trăm ngàn lỗ. Rồi, tức là vị đó nhập định vô ha, chuẩn bị nhập định vô cận hành tưởng thứ bỏ bậc thiền bất định số, xong cái xuất thiền, xong nhập vô phản kháng chi thiền, tức là đi vào cái lò phản kháng chi thiền, quán sát lại cái chi thiền và hộ kiếp rung động dứt dòng kháng môn bảy động lực xanh. Rồi, liên tục như vậy hết hết lộ này tới lộ khác, phản kháng về cái chi thiền mà đã nhập định hồi nãy ha. Thì như vậy gọi là phản kháng chi thiền ở phần B. Bây giờ ghi kịp chưa? Alo. Rồi ha, rồi giờ tới C cận tử hai chấm, tức là tới cái phần cận tử ha. C cận tử hai chấm. Rồi rõ ha, ok, cận tử. Hình như nghe nghe có người là báo cáo nói cô Nhật Quỳnh có một cái vấn đề đặc biệt lắm nha. Có một vấn đề rất là đặc biệt. À, không biết có gì có biết nữa. Có điều rất đặc biệt. Giờ C cận tử đứa tiền đến sao ha. Cận tử hai chấm. Hồ kiếp rung động dứt dòng kháng y môn năm động lực. Hồ kiếp tử Marinipana. Cận tử ha. Hồ kiếp nè rung động dứt dòng kháng y môn năm động lực nha, chỗ này chỉ có năm thôi, cận tử chỉ có năm ha, năm động lực. Rồi sang hậu kiếp vô tử gạch chéo cái Parinibbana. Cận tử hậu kiếp rung động dứt dòng kháng môn năm động lực, hậu kiếp tử gạch chéo cái NP. Rồi, tức là sau khi phản kháng chi thiền xong, vị đó nhập vào lộ cận tử, tức là lộ cuối cùng của cái đời sống, thì cái diễn tiến của cái lộ cận tử nó sẽ đi như vậy thôi. Hộ kiếp rung động những dòng kháng y môn, năm động lực, năm cái động lực cuối cùng. Rồi hộ kiếp tử nhập Niết Bàn, có lẽ mình nói viên tịch Niết Bàn luôn. Thì như vậy chúng ta, một vị mà lá muốn nhập Niết Bàn phải đi qua ba cái vấn đề này, Niết Bàn liên thiền nè, Niết Bàn phản kháng chi thiền. Và phải đi qua ba giai đoạn này, phải nhập định trước, và xuất định, rồi phản kháng chi thiền, xong mới nhập vào cái lộ cận tử để mà đi bàn luôn. À, đó là cái cách mà của một cái lộ thứ nhất là động lực hộ kiếp tử, có hộ kiếp xen vô ha, là hộ kiếp tử đi bàn. À, đó là vấn đề như vậy. Đó đi. Rồi mà Khoa trước khi nói cô Nhật Quỳnh cho quý vị biết bí mật. Nhật Quỳnh có cái bí mật đọc lắm mà họ cổ im ru vậy. Không biết đúng không? Có một người báo cáo cho em biết mà, con trai của Nhật Quỳnh nó xuất gia tỳ khu rồi nha quý vị. Sa thú nếu giờ thật ra rất là sa thú. Xuất gia tỳ khu bên Việt Nam mà không biết có đúng không? Đó là vấn đề này. Được báo cáo. Rồi mời Nguyên Nhiên hỏi gì hỏi đi. Dạ thầy ơi, cái tin đó cả thế giới biết rồi thầy ơi, bây giờ thầy mới biết. Cái đó là gọi là xưa rồi diễm ơi thầy. Dạ, Nguyên Như có cái câu
Câu hỏi là hồi nãy thầy nói chỗ mà bảy trá quá ná, cái phần B là phản kháng chi thiền đó thưa thầy. Thì thầy nói là tha sanh hàng trăm ngàn lộ, có nghĩa là cái phần B này á là nó đi nó lặp lại hàng trăm ngàn lộ, hay là ý của thầy nói bảy cái trá quá ná này nó hàng trăm ngàn lộ thưa thầy? Dạ con xin xuống ạ. Rồi, xa thú. Bảy cháu có lá mà sao trăm ngàn lộ được. Phải gọi là bảy cháu có lá mà sao trăm ngàn lộ là nguyên cái lộ luôn. Ghép đúng đoạn cái bảy động lực làm lại, làm đi làm lại đó. Thì mới kêu là lộ nữa, còn kia là động tốc thôi, động lực thôi. Nó chỉ là một phần của lộ thôi. Đúng chưa? Rồi, ok, rồi, qua ha. Dạ, vậy lâu rồi, sao giờ mới biết ta nói giờ sao? Không biết là tưởng cô bên đây bên Mỹ rồi. Đang bên Mỹ thì sao con bên Việt Nam, xuất gia bên Việt Nam lâu rồi không? Trời là quê mùa quá không nghe báo cáo rồi. Mình xuất gia, mình xuất gia là cũng dịch liền á, cũng ban dịch luôn. Rồi số 2. Rồi nãy số 1 rồi ha, giờ tới số 2, động lực cộng tử ba lý niết bàn á. Động lực tử ba lý niết bàn á. Vậy cô Diệp Quỳnh không xuất gia luôn cho rồi, xuất gia tu nữ luôn nha. Cho nó khỏe nên cũng đợi mình. Thứ hai động lực tử gạch chéo cái nhà mà đi mà nói rồi thứ hai ha. Rồi xuống dòng a nhỏ nhập định chuẩn bị thuận chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số, cận hành thuận thứ bỏ bực thiền bất định số và nhập định. Rồi, cũng vậy ha, tức là cũng phải nhập định vô, tức là cận hành thượng thứ bỏ bực thiền bất định số. B phản kháng chi thiền rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực. Ok, rung động dứt dòng kháng y môn bảy động lực phản kháng chi thiền. B rồi phản kháng chi thiền. Rồi C cận tử hậu kiếp rung động dứt dòng kháng y môn năm động lực tử bodhisattva. Cận tử hậu kiếp rung động dứt dòng kháng y môn năm động lực tử bodhisattva. Thì như vậy cái thứ hai này nó chỉ khác cái chỗ là động lực là tử, còn cái số một thì động lực hậu kiếp tử nó khác nhau chút xíu ha, khác nhau chút xíu một sắc nam đó thôi. À, chết kịp chưa? Alo. Được chưa? Rồi ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ xuống dòng mình đi ha. Sắc na, hai chấm. Bây giờ sắc na có bao nhiêu sắc na đây? Mà đây mình chỉ lấy ở cái lộ cận tử niết bàn thôi nha quý vị. Mấy cái lộ kia mình không tính nha. Lộ kia là chỉ hỗ trợ cho cái cận tử thôi. Thì đây là lộ nhập niết bàn phản kháng chi thiền ha. Thì sắc na, hai chấm. Có mấy đây?
sát na có mấy tiền vũ sáu. Lộ cuối thôi, lộ cận tử thôi. Mấy kia là bất định số thiền, bất định số sao tính được. Cận tử. Sáu. Sáu, đúng rồi, sáu đúng ha. Sáu đúng mà sáu là gì ta? Sáu là gì? Là kháng ngũ môn. Vậy là... không phải kháng ngũ môn không? Kháng ngũ môn, tiếp thâu, quan sát, xác định. Kháng ý nha, ok, xà thủ. Dụ không được mà, này, này, dụ không được. Rồi, kháng ý môn, 5 động lực, sát na mà có 6. Mà tức là không có tính những cái tâm chủ, những cái hộ kiếp nào không có tính ha. Rồi, thứ tâm có bao nhiêu tâm đây? Alo, thứ tâm có bao nhiêu? Tâm nằm giỏi quá ta, hay quá nằm quá giỏi. Có năm, năm là gì đây? Năm là gì? Một kháng ý và bốn dục giới, bốn di tác hợp trí, đúng rồi, thì sao nữa, bốn đại tố hợp trí. Thứ tâm có năm kháng ý cộng bốn di tác hợp trí. Rồi, bây giờ tới chặn. Chặn mình có bao nhiêu chặn đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chặn, phải không? 7 chặn có gì? Ủa, 2 hả? 2 chặn là hay vậy ta? 2 chặn hay vậy? Kháng ý, động lực. Rồi, ok, chặn có 2, kháng ý môn, động lực. Xà thú, xà thú. Kháng ý môn, động lực. Rồi, người có bốn người, phải không? Người có bốn người, người có một hả? Ủa, sao có một hay vậy? Sao có một? Rồi, xa thú, một người là người tứ quả, người có một người tứ quả là bậc A La Hán ha. Người có một bậc tứ quả, xa thú. Rồi, cõi có nhiều cõi đây, 31 cõi hay là 30 cõi? 26, à, đúng ha, chính xác, 26 cõi vui hữu tâm, đầy đủ ha. Cõi nào có tâm là có bậc A La Hán rồi, tính ha. Chưa, ghi kịp hết chưa? Rồi, xuống dòng, tổng số 2 chấm, có 48 lộ. Tổng số 2 chấm, có 48 lộ. Tức là tất cả phản kháng với thiền này có 48 lộ. Mình học thấy chút xíu ha, mà phần ra tới 48 lộ. Đọc báo cho. Tổng số có 48 lộ. Xuống dòng, gặp vào dòng. Phản kháng sơ thiền, hai chấm. Phản kháng sơ thiền. Hai chấm. Có 10 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng sơ thiền là hai chấm. Có 10 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng sơ thiền là 2 chấm. Rồi, tức là ở đây ta cho mình biết là phản kháng sơ thiền trước ha.
phản kháng những phật những cái chi thiền mà giờ phản kháng sơ thiền thì có được 10 lộ về 10 cái lộ viên tịch đó, lộ nhập niết bàn sanh kế theo kế tục theo cái lộ phản kháng sơ thiền là hai chấm. Bây giờ là gì thế nào thì ta lấy năm chi thiền, năm cái chi thiền mà dùng để phản kháng đó, lấy năm chi thiền nhân với hai hạng người bằng 10. Thì như vậy mình có 10 cái lộ viên tịch ha, tức là lấy năm chi thiền nhân hai hạng người, hai người là độn căn và lợi căn á, bằng 10. Lấy năm chi thiền nhân hai hạng người độn căn và lợi căn thì bằng 10. Rồi, ở đây ta nói chung ha, nói luôn cả độn căn và lợi căn bằng 10 ở trong cái bản chánh văn vậy. Nhưng mà thật sự với cái lộ phản kháng chi thiền này chỉ có những người mà lợi căn mới có thể thực hiện được thôi. Cho nên nếu mình không tính cái người độn căn thì mình trừ là chỉ còn có 5. Nhưng mà đây trên sách vở trên văn bản thì chúng ta ghi cứ ghi bình thường ha, ghi 10. Đúng rồi, không có sách chuẩn bị thì không có lộn, không có độn căn bỏ ra còn 5, nhưng mà thôi mình cứ ghi đầy đủ ha, mình cứ ghi cho nó có đầy đủ văn bản ha. Là nhân cho hai hạng người độn căn lợi căn. Còn nếu không tính, nếu mình trừ ra độn căn thì mình chỉ còn có 5 thôi, năm cái lộ tâm thôi. Và đây thì ghi là 10 ha, biết giờ biết ra quý vị nắm được không? Rồi đó là phản kháng sơ thiền. Cô Nhật Quỳnh hiểu không? Alo, quý vị có hiểu không? Tức là muốn phản kháng cái thiền á thì phải phản kháng từng chi thiền một ha, sơ thiền trước. Trong cái thiền nó có năm chi mà, sơ nhị tam tứ năm cái tầng thiền á, nó có những cái chi thiền. Về sơ thiền thì nó có năm chi tầm tứ phỉ lạc định phản kháng là năm chi thiền phải không? Được chưa, nắm được chưa? Rồi xuống dòng phản kháng nhị thiền hai chấm, phản kháng nhị thiền. Có 8 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng nhị thiền. Có 8 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng nhị thiền là 2 chấm. Rồi giờ chi thiền này có mấy chi thiền quý vị? Chi thiền có mấy chi thiền? Có 4, đúng rồi, xà thú về 4 nhân cho 2 hạng người thì bằng 8 lộ ha, 4 hạng người bằng 8 lộ. 4 nhân 2 bằng 8 là lộ phản kháng chi thiền. Rồi đúng rồi, 8 lộ viên tịch chính xác ha. Rồi, cô thư ký giỏi quá, ghi đầy đủ không thiếu gì ha. Rồi dòng sơ gạch cái nữa, phản kháng tam thiền. Phản kháng tam thiền hai chấm, có 6 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng tam thiền là hai chấm. Có 6 lộ viên tịch sanh kế tục lộ phản kháng tam thiền là 2 chấm. Rồi, tam thiền thì có 3 chi thiền, 3 chi nhân 2 hạng người bằng 6 lộ. 3 nhân 2 bằng 6, như vậy có 6 lộ. Rồi.
Ghi kịp chưa quý vị ơi? Alo, cô Nhật Quỳnh ghi kịp không? Để xong thôi, lát còn la làng nữa, chết nữa. Ghi kịp chưa? Ok, sao rồi, phản kháng tứ thiền, hai chấm. Phản kháng tứ thiền có bốn lộ: sanh, kế tục, lộ, phản kháng tứ thiền. Có bốn lộ: sanh, kế tục, lộ, phản kháng tứ thiền. Cái tứ thiền này mình biết rồi, có hai chi ha, lạc và định ha. À, thì có bốn lộ: sanh, kế tục, lộ, phản kháng tứ thiền. Hai chấm. Hai nhân cho hai, tức là hai chi nhân cho hai hàng người bằng bốn. Hai chi nhân hai người bốn. Đó, tức là những vị mà khi ta muốn phản kháng chi thiền thì ta nhập vô cái sơ thiền trước, nhập sơ thiền vô liên tục xong xả thiền, cái phản kháng cái sơ thiền rồi nhập nhị thiền liên tục nha, rồi xong cái thiền phản kháng nhị thiền, rồi tới tam thiền rồi xả thiền, phản kháng tam thiền, tứ thiền nhập vô tứ thiền rồi xả ra phản kháng tứ thiền. Như vậy cho chúng ta biết là với phản kháng tứ thiền nó là như vậy ha. Rồi phản kháng ngũ thiền, hai chấm. Phản kháng ngũ thiền thì phản kháng ngũ thiền nó có sự khác biệt như mấy kia hay cái gì ha. Phản kháng ngũ thiền này có tới 5 tầng thiền lận, có tới 5 tầng ngũ thiền, là ngũ thiền với lại 5 cái với là 4 cái vô sắc giới, là 5 những cái vô sắc giới được xếp vô ngũ thiền luôn. Thì phản kháng ngũ thiền thì mình biết là có 5 tầng ngũ thiền, có 5 tầng ngũ thiền. Tức là ngũ thiền như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng phi tưởng xứ gì đó, nó có cộng bốn cái đó nữa, thành ra là 5. Có 5 tầng ngũ thiền. Xuống dòng. Mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ viên tịch. Sanh, kế tục, lộ, phản kháng chi thiền. Mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ viên tịch. Sanh, kế tục, lộ, phản kháng chi thiền. À, tức là mỗi một cái tầng ngũ thiền, chẳng hạn như ngũ thiền sắc giới, mỗi tầng ngũ thiền thì nó có được 4 lộ viên tịch, sanh, kế tục sau cái lộ phản kháng chi thiền. Thì mà mỗi một cái tầng ngũ thiền vậy nó có hai chi là xả và định, hai chi xả và định ha. Thì như vậy là mỗi tầng ngũ thiền có 4 lộ, 4 lộ viên tịch, là lấy hai chi nhân cho hai người. Lộ, mỗi một cái tầng ngũ thiền có 4 lộ, tức là hai chi nhân hai người bằng 4. Vì ra trước đi, hai chi nhân hai người bằng 4. Hai chi nhân hai người bằng 4 lộ viên tịch. Được chưa? Rồi, 4 lộ viên tịch. Rồi lấy 4, tức là 4 lộ viên tịch nhân cho 5 tầng thiền, nhân cho 5 tầng ngũ thiền bằng 20 lộ viên tịch. Lấy 4 cái đó ha, 4 lộ viên tịch nhân cho 5 cái tầng thiền nãy đó. À, thì mình có được 20 lộ viên tịch. Rồi, tức là lặp lại cái chỗ này ha. Tức là cái ngũ thiền nó khác mấy kia ha. Ngũ thiền là nó có tới 5 tầng ngũ thiền lận.
Mình để nó có 5 tầng ngũ thiền, mà mỗi một tầng ngũ thiền người ta cho mình biết là nó có 4 lộ viên tịch, 4 cái nhập, có 4 lộ nhập vô viên tịch đấy bạn. Tức là bởi vì sao? Bởi vì lộ ngũ thiền nó có hai chi, á và định. Cho nên hai chi đó nhân cho hai hạng người lợi căn và độ căn, thì như vậy có được là 4 lộ viên tịch. Rồi từ cái 4 lộ viên tịch này mới nhân cho 5 cái tầng thiền, tức là 5 cái tầng ngũ thiền đó, thì là chúng ta có được 20 lộ viên tịch của cái tầng ngũ thiền. Thì như vậy riêng cái ngũ thiền không là có được 20 lộ. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Alo, cả chỗ này nó hơi có khúc mắc chút xíu vậy không? Alo, hiểu không? Cho biết đây. Rồi ha, ok, thông qua được ha, dễ ủi ha, mà có gì khó, toán đón nhân, đón cộng, trừ, chia, mấy đồ khó. Rồi, xuống dòng mình ghi tổng cộng có 48 lộ, tổng cộng có 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Tổng cộng là, cộng lại nãy giờ, là có được là 48 tâm lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Thì như vậy khi mà một vị A-la-hán muốn nhập vô Niết Bàn phản kháng chi thiền này đó, thì cũng phải nhập tương tự, nhập sơ thiền, rồi ra sơ thiền, rồi phản kháng, rồi nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi ngũ thiền, rồi phản kháng ha. Xong rồi mới là Niết Bàn viên tịch. Thì như vậy tổng cộng những cái này cho chúng ta biết là có 48 lộ viên tịch phản kháng chi thiền. Về cái phản kháng chi thiền này mình không phải là bậc A-la-hán nhưng mà mình cũng có thể hiểu được, giống như là giờ cái gì học bài chẳng hạn, mình học xong vô mình học tới lui xong cái gì mình phản kháng lại, tức là mình quay nhìn lại cái những cái gì mình học nãy, tức là mình nhớ là mình nhìn lại cái những gì mình học, nhìn lại chi tiết gì không, có bị sót cái gì không, thì lúc đó mình thấy ồ là mình học xong cái thấy còn bị sơ sót, còn bị không hiểu chỗ này, còn bị khúc mắc cái kia, đó là mình phản kháng lại những gì mình học, thì gọi là quay lại nhìn lại xe học lại, chứ không phải học xong xếp sách cất bỏ xong ra đi tám ha. Gặp bà này bà kia tám tám không chết luôn. Rồi vậy hôm nay chúng ta học tới cái phần nhập Niết Bàn phản kháng chi thiên. Rõ ràng là xong cái phần đó ha. Từ sau chúng ta sẽ học về lộ Niết Bàn liên thông. Nhớ nhắc ra, từ sau là lộ Niết Bàn liên thông, tức là phản kháng chi thiền. Xong xưa mình nhớ là xong xưa ha, mình sao mình học về liên thông, tức là dùng thông ha. Từ sau là quý vị sẽ dùng thần thông để mình phản kháng lại, mình nhập vô cái liên thông, ngồi đó mình bay, mình tưởng tượng mình bay khỏi này khỏi kia. Rồi hôm nay chúng ta đã hoàn mãn được bài này ha, quý vị đã nắm được cách rõ ràng ha, cho xin cái bông đi, ai tất cả nắm được thì cho bông hoa này lên để biết coi chỗ nào và dễ ha, bài cũng dễ đâu khó đâu. Đó mình vừa học mình nghe nói gì nhập bàn liên thiền liên thông này thấy khó quá, ai dạng đâu có khó đâu, dễ ở ha, dễ ôi. Rồi, xa thứ đó, vậy này ngày này năm sau quý vị sẽ thấy cô Nhật Quỳnh đứng lên lớp, mở lớp dạy ấp thăm má vi diệu pháp thắng pháp, do nữ sĩ Nhật Quỳnh sẽ đứng lớp mở dạy cho quý vị ha, cho quý vị gì đó không dám làm đại. Rồi, do phước báo mà chúng ta học từ hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta do phước học này đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo. Khi có tái sanh thì được tái sanh làm người, làm trời, và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sang Ca Dạ. Và xin trả mic lại cho cô thư ký.
Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh nghe. Nghe nó trả mic cho cô thư ký. Sao không thấy cô thư ký cầm mic vậy? Thư ký ơi sao không cầm mic? Thầy kêu cô, kêu cho Nguyễn mà. Alo alo, cho Nguyễn nghe Nhật Quỳnh không? Ồ vậy hả? Dạ Nhật Quỳnh nghe, nghe kêu cô thư ký. Dạ xin lỗi nha. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng học hiểu và hành có thể đến gần với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà đối với Nhật Quỳnh thì chắc còn xa lắm thầy ơi. Dạ, sau cái đầu Nhật Quỳnh nó ngu quá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Và một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ để coi Nhật Quỳnh coi coi để Đức Pháp Trang còn trong đạo tràng không. Đức Pháp Trang rời rung rồi. Dạ quý vị còn thấy nít Ngài Trí Đức trong đạo tràng không quý vị? Châu Nguyễn cũng không thấy luôn hả? Nhật Quỳnh thấy cái máy Nhật Quỳnh bữa nay nó kỳ kỳ sao? Dạ Nam Mô Bụt Tha giá. Theo Nhật Quỳnh thấy không còn cái nít quý sư trong đạo tràng. Dạ bây giờ thầy kinh cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh sám hối rồi. Thầy kinh lên chúc phúc hay là thầy kinh chúc phúc cho Nhật Quỳnh hồi hướng ạ? Xin thỉnh thầy kinh trở lại đạo tràng ạ. Mời thầy ạ. Mấy vị đi hết rồi thôi, giờ cũng đại diện cho chư tăng đọc bài kinh phúc chúc cho tất cả chúng ta có được nhiều phước báo. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanupavena sarasvati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanupavena sarasvati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì thành người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Nam mô Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa. Thấy phố biển vô rồi mà nhờ phố biển cũng nghe nói cũng có nhà cửa ruộng vườn dữ lắm phải vậy ha. Phải vậy, phố biển đại gia nguyên nhân. Đại gia nguyên nhân thì cũng xa thú vậy ha, có đại gia nguyên nhân này. Và xin giải quyết. Dạ, sa thủ Nhật Quỳnh một lần nữa xin thay mặt đại chúng trong sân kính tri ân thầy kinh rất là nhiều. Dạ, hôm nay sao thầy kinh vui vẻ quá. Moi Nhật Quỳnh rồi bây giờ moi tới phố biển nữa hay gì ha. Chắc hôm nay thầy kinh có tâm trạng rất là vui. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Đại dám cảm ơn cho Nguyễn Nga đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp. Và Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng cảm ơn Châu Nguyễn rất là nhiều. Nhờ có Châu Nguyễn gọi bài và thầy kinh giảng nó lưu lót hơn. Còn Nhật Quỳnh gọi bài thì nó rất là chậm. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya devata san ti vihara vasine thu be khare bơ thi khare ta hình ta hình ta tham ma đa ane na pa quan tu bu chi ta sa thình ka rơn te ta vihara man đa lê thề ra cha mắt cha ca cha phít khá vô xa ra mi ca đa na bát tê u ba sa ca cha ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa ba na phụ ta sư khi ta pa quan tu tê cha đa bu cha a bi cha an đa sam pa qua san se đa cha ta a ta bo ba ti ca
Nếu già ni càng thầm mắc qua rằng bà tịch chất tê sạc bề bị đuổi kha sạc khả rửa hình từ sang khá dân. Thả tu chi rằng sát tăng thầm mơ thầm mà thả ra chà phục gà la. Sẵn gơ hơ tư sa mắc gơ qua a tha ya cha hơ y ta ya cha âm hay ra ka tư sát thầm mơ. Sát bê và thầm. Sát bê vi thầm mắc cha đi nơ. Vật thình xăm bà vừa nãy ra mà thầm ma đi dập mất quê đi tên. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong phòng tịnh xá ngự yên hằng ngày. Ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng. Rồi xin hầu độ chư thánh cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lăng kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh muôn loại không lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con, tăng hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học di diệu pháp. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Pháp Luân, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền và chung quanh nhà thầy kinh. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư trung đức pháp thể kinh nan, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả. Xin quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đầm đều nhau cả thảy. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Y đăng huynh nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư trong đức và thầy kinh quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp cho chúng con được học. Một lần nữa, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và kính cảm ơn thầy kinh và đạo tràng.